Theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài khá cụ thể. Với người lao động đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì mức đóng hàng tháng bằng 22% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Với người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì mức đóng bằng 22% của hai lần mức lương cơ sở tại Việt Nam. Với mức quy định này, nhiều lao động không khỏi băn khoăn bởi họ cho rằng chưa nắm rõ quy định trước khi đi xuất khẩu lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trước khi sang Hàn Quốc thì tôi cũng chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cũng chưa được tuyên truyền về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Học xong cấp 3 thì tôi có đăng ký đi chuyển sang lao động xuất khẩu nên là cũng chưa tìm hiểu nhiều về lao động bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo báo cáo của Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng năm 2016, chỉ có khoảng 1.500 người lao động làm việc ở nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội. Con số này quá thấp so với số lượng hơn 100.000 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm. Người lao động khi đã đi xuất khẩu lao động rồi, thì cái việc liên hệ giữa người lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội bị hạn chế. Việc tuyên truyền chính sách cũng như cái hiểu biết pháp luật về cái việc thực hiện chính sách này nó cũng bị hạn chế. Và đặc biệt là khi người mà tổ chức cái người cho người đi lao động xuất khẩu thì cũng không quy định cái trách nhiệm phải bắt người lao động phải bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Chính vì cái điều này cho nên dẫn đến cái người lao động khi đi xuất khẩu lao động tham gia bảo hiểm xã hội còn hạn chế. Sau gần 2 năm đi vào cuộc sống, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và nghị định hướng dẫn cũng chưa có bất cứ điều kiện nào quy định ràng buộc trách nhiệm của lao động đi làm việc ở nước ngoài về việc tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện cũng chưa có chế tài nào cưỡng chế số lao động này thi hành quy định tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó rất khó yêu cầu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng mà không lập danh sách tham gia, cái này là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Điều này là vi phạm. Vì nó là một hình thức bắt buộc. Bắt buộc có nghĩa là ai cũng phải thực hiện, mà anh không thực hiện là anh phải bị là xử lý, xử phạt. Điều này là lâu nay là chúng ta làm không nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải cố gắng làm sao làm thực thi tốt chính sách pháp luật để làm sao đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Quy định người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội là chính sách ưu việt, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích lâu dài cho người lao động và đúng với lộ trình mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Để thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa ngành bảo hiểm xã hội và ngành lao động, thương binh và xã hội. Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, làm rõ quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.